Cũng như trong Liên minh huyền thoại phiên bản PC, Jax trong tốc chiến khá khó để thuần thục. Tuy nhiên, một khi đã nắm tương tận cách sử dụng Jax, bất thay vũ khí sẽ là cơn ác mộng về late game. Đặc biệt với các tướng AD với khả năng nhảy, né đòn đánh và làm choáng của mình. Cách tăng kỹ năng Jax: nội tại Relentless Assault. Các đòn đánh cơ bản liên tục của Jax gia tăng cho hắn tốc độ đánh. Chiêu 1, Leap Strike. Jax nhảy bổ vào một mục tiêu, nếu đó là kẻ địch, hắn tấn công nạn nhân bằng vũ khí của mình và gây thêm sát thương vật lý cộng sát thương phép. Chiêu 2, Empower. Jax tích tụ năng lượng vào vũ khí, khiến đòn đánh kế gây thêm sát thương phép. Chiêu 3, Counter Strike. Jax tiến vào thế thủ trong 2 giây, giúp tránh được tất cả những đòn đánh thường tung lên hắn, đồng thời nhận giảm 20% sát thương từ các kỹ năng tác động trên diện rộng. Sau 2 giây, hoặc nếu tái kích hoạt, Jax làm choáng tất cả những kẻ địch xung quanh trong 1 giây cùng sát thương vật lý. Phản công gây thêm 20% sát thương dựa trên mỗi đòn tấn công Jax tránh được, tối đa 100% sát thương gia tăng. Chiêu cuối, Grandmaster Mike. Mỗi cú đánh thứ 3 liên tiếp tung ra sẽ gây thêm sát thương phép. Ngoài ra, Jax có thể kích hoạt kỹ năng này để phóng thích sức mạnh ẩn giấu bên trong, giúp gia tăng giáp và kháng phép trong một thời gian ngắn. Kích hoạt, Jax bộc phát sức mạnh tiềm ẩn, giúp gia tăng giáp và kháng phép trong 8 giây. Bản ngọc Jax tốc chiến. 1. Conqueror, chinh phục, là bản ngọc tốt nhất để Jax cải thiện sát thương và kết liễu các mục tiêu. 2. Triumph, đắc thắng, sẽ giúp Jax tự tin hơn trong việc lao vào giao tranh, dù ở bất cứ thời điểm nào trong trận đấu. 3. Backbone, giáp cốt, tăng độ cứng cáp cho Jax, đặc biệt là ở đầu và mid game. 4. Thunder, Genius, thợ săn tài tình, loại ngọc cảm hứng tốt nhất cho Jax vì kết hợp tốt với bộ kỹ năng của hắn, đặc biệt là chiêu 2. Phép bổ trợ cho Jax, tốc biến cộng thiêu đốt với Jax đi top và trừng phạt, cộng tốc biến với Jax đi rừng. Cách lên đồ Jax tốc chiến. Jax có thể lên đồ khá linh hoạt. Nhìn chung, lối build đồ của Jax sẽ tập trung vào gia tăng sát thương vật lý, chống chịu kèm theo trừ giáp và hút máu. Trinity Fox là trang bị bắt buộc của Jax và là trang bị cần lên đầu tiên. Mercury Twist, Black Cleaver, Death Dance là những trang phục tiếp theo cần phải lên trên Jax. Combo Jax tốc chiến. Combo cơ bản Leap Strike 1, Counter Strike 3, Empower 2. Để đuổi theo đối thủ, bạn kích hoạt chiêu 3, sau đó sử dụng chiêu 1 để nhảy vào đối phương. Jax là vị tướng khó có thể hộ báo ở đầu game, nhưng càng về late, sức mạnh của Jax càng gia tăng.